Ông Nguyễn Hồng xin giới thiệu với anh chị là tác phẩm Cù Đạt Ma Thê Võ được chế tác trên chất liệu gỗ ngọc am Hà Giang. Ông một tác phẩm rất đẹp, rất phiêu, được chế tác trên chất liệu gỗ ngọc am Hà Giang hàng liệt. Tác phẩm này có chiều cao là 66, vâng, chiều cao là 66, ngang là 46, vâng, và sâu tác phẩm là 28 anh chị nhé. Giờ này anh xem có vẻ đúng 66 không ạ? Ông một cụ Đạt Ma Thê Võ được chế tác trên chất liệu gỗ ngọc am Hà Giang, đây lại đúng đây, cao, như chị đây, qua đây rất thần thái, rất đẹp luôn. Vâng, vân gỗ của ngọc am Hà Giang này tuyệt vời chị này, đường gỗ vân như này chị đã biết là cái gân già thế nào. Tại đây một cụ Đạt Ma Thê Võ, trông cái dáng rất bay luôn chị nhá. Ừ, đúng chiều cao là 66 không? 65. Rồi ok, chiều cao là vậy là chiều cao là 65 anh chị nhá. Cao là 65 và cao là 65. Vâng, cao là 65. Ngang là 46, sâu là 28. Cụ Đạt Ma Thê Võ rất đẹp. Cái vân miều của Hà Giang này chuẩn rồi. Vừa mới đo lại thì cao là 65 anh chị nhá. Vâng, trên một cái chất liệu gỗ ngọc am anh chị quay này. Ở phía dưới em để này. Để làm sạch rất đẹp luôn. Tác phẩm này cái gỗ này rất chi là dày dặn, rất chi là dày dặn và còn nặng này, hiện tại đang còn nặng là 15 kg chị đó, đang nặng 15 kg với chiều cao là 65, ngang là 46 và sâu là 28, mà với chiều mà còn nặng 15 kg chị, bất kỳ gỗ này đặt thế nào và nặng là đặt nào, đặt như cụ Đạt Ma này, vân này chị này, quá chất luôn. Em xin được báo giá tác phẩm cụ gì là Đạt Ma Thê Võ trên chất liệu gỗ ngọc am Hà Giang này có giá là 4,5 triệu anh chị nhá, 4,5 triệu chưa bao ship tác phẩm này, quá tuyệt vời, quá thần thái luôn đấy, bao thơm luôn, quá thơm luôn đấy, giờ hiện tại nó rất thơm, táo cũng này rất phiêu luôn, chị coi này những cái vân nó xoắn xít vào với nhau, thần thái của Đạt Ma này ok rồi, quá đẹp rồi, vân đứt trên đầu cũng là trên áo này. Này mình là đá này, không phải rất là hiếm, cũng hiếm hiếm ấy, không phải là thường xuyên được gặp những cái gỗ phối gỗ mà nó đẹp cái này đâu chị. Mấy anh em làm nhau này cũng là hiếm hiếm rồi, lâu lâu mới được cái gỗ đẹp cái này. Thì chế tác là một tác phẩm tuyệt vời này. Còn một tác phẩm cụ Đạt Ma Thê Võ trên chất liệu gỗ ngọc am Hà Giang này có chiều cao là 65, ngang là 46, sâu là 28, thì xin được báo giá là 4,5 triệu chưa bao ship được tác phẩm này, và sau em sẽ quay một vài vòng để xin về cái thường lãm mà toàn cảnh về cái chân dung của tác phẩm vụ Đạt Ma Thê Võ, táo bay phiêu chứ quay bay phiêu rất chỉ dày dặn anh chị nhá. Đây, thế xong à, phía sau là một phía cái phía lũa, một lũa là lũa dày dặn anh chị nhá, không phải lũa là ho hốc nhiều, đây phiêu không chị, chơi cái quả lũa hay không thì đã phải tầm 2,5 triệu rồi. Tác phẩm có nặng 15 kg anh chị nhé, 15 kg cho tác phẩm này đó, quá chất luôn. Vâng, anh chị này sẽ là người hữu duyên rất cụ Đạt Ma trên chất liệu gỗ ngọc am Hà Giang, vân siêu đẹp, nặng 15 kg này về và siêu thơm này về, bao thơm luôn. Anh liên hệ với Tân Gỗ Sử Hồng số điện thoại 0987336318 anh chị nhé. Tác phẩm này chỉ có giá là 4,5 triệu chưa bao ship, rất đẹp luôn chị ạ. Anh chị ơi, vân nhé. Tuyệt vời một sản phẩm, em sẽ quay lại một lần nữa thần thái cũng như cái vẻ đẹp của tác phẩm thôi, những cái đường vân tác phẩm này mà đây em không chuẩn bị nông, chuẩn bị nông một liên tuyết chắc chắn luôn, quá hay, quá đẹp, siêu đẹp luôn, đường vân này tuyệt vời, chất ngâu quang Hà Giang. Ok, cảm ơn chị rất nhiều vì đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm với Tân Gỗ Sứ Hồng, xin hẹn lại anh chị ở những cái video khác. Tác phẩm này anh cụ Đạt Ma bay rất phiêu trên rất nhiều gỗ ngọc am hàng nghìn nạc này, nặng 15 kg này, anh chị nào nhanh tay thì có thể chốt cụ với giá rẻ giật mình là 4,5 triệu chưa bao ship. Anh chị nào chậm thì chắc là không không được sẽ bị hụt, cái tác phẩm này thực sự là rất đẹp.